Giá vàng thế giới sẽ sụp đổ nếu điều này xảy ra. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa quý vị, trong một video trước thì cách đây khoảng gần 2 tháng thì Hòa có chia sẻ về lý do vì sao chúng ta không nên mua vàng tại thời điểm đó. Thì vào thời điểm lúc mà Hòa có chia sẻ với mọi người về cái video đó thì giá vàng của Việt Nam của chúng ta đang ở cái mức là 90 cho đến 92 triệu một lượng vàng SJC đó. Và tại thời điểm đó thì Hòa chia sẻ với mọi người rằng là nếu như cái thời điểm đó tất cả mọi người đang đổ xô đi vàng và giá vàng tăng theo từng ngày thì đấy là một cái điều cảnh báo để mọi người không nên tham gia vào thị trường đó. Bởi vì trong hầu hết bất kỳ các cái thị trường theo kinh nghiệm của Hòa, kể cả trong bất động sản này, khi mà các cái loại tài sản nó đã quá nóng, đã quá FOMO, mọi người tranh chấp nhau để mua thì phần lớn nhé mọi người, không phải tất cả, nhưng mà phần lớn sẽ là những cái bẫy, những cái rủi ro rất là lớn. Và thường nó sẽ là vùng đỉnh của thị trường trong cái ngắn hạn đó. Và khi mà chúng ta mua bán ở thời điểm đó thì sẽ rất là nguy hiểm. Và đặc biệt một cái dấu hiệu nữa mà chúng ta có thể quan sát được, đó chính là giá vàng của Việt Nam SJC lại có thể cao hơn giá vàng thế giới lên tới 23 cho đến 25 triệu một lượng. Như vậy thì nó quá cao và nó chênh lệch quá lớn. Và nó là một sự phi lý và vô lý. Mọi người hiểu ý không ạ? Tức là cái giá vàng nó được đẩy lên quá cao, quá xa so với cái thực tế. Bởi vì nếu mà chi phí vàng ở Việt Nam của chúng ta để mà chấp nhận được thì nó chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 5 triệu thôi. Khoảng tầm 5 triệu thôi là Hòa thấy là cũng hợp lý rồi. Và tại thời điểm đó thì Hòa cũng chia sẻ rằng là mình mua ở thời điểm đó thì rủi ro nó sẽ cao hơn ở cái phần thưởng. Và mọi người có thể xem lại cái video đó. Hòa nói cái điều này không phải để chứng minh là Hòa khôn, đúng không ạ? Mà Hòa chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng là với cái kinh nghiệm của Hòa trong một số thị trường như thị trường chứng khoán, thị trường tiền mã hóa hay còn gọi là Bitcoin, crypto đấy mọi người, thì nó sẽ có một cái góc nhìn để mọi người có thể nhìn các loại thị trường khác nhau. Và Hòa cũng muốn chia sẻ để giúp cho những khán giả của Nhà Tốt có được một cái góc nhìn khác. Chúng ta cần kiên nhẫn hơn trong cái quá trình đầu tư của mình. Chúng ta không nên chạy theo đám đông FOMO, đúng không ạ? Chúng ta không nên chạy theo đám đông FOMO mà chúng ta không có cái sự phân tích kỹ lưỡng và rõ ràng. Thì hôm nay Hòa muốn chia sẻ cái câu chuyện đầu tiên của cái này. Và mọi người có thể xem lại video đó để Hòa có thể chia sẻ với mọi người là lý do tại sao và như thế nào để nó kỹ hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại cái phần chính của video này, là lý do tại sao giá vàng thế giới có thể sẽ bị sụp đổ nếu như những yếu tố này nó xảy ra. Thì đầu tiên chúng ta, như mọi người có thể thấy, đây chính là cái biểu đồ vàng thế giới. Và đầu tiên thì đây, mọi người có thể nhìn thấy một cái biểu đồ, và sẽ sử dụng cái biểu đồ để chia sẻ với mọi người cái câu chuyện này. Cái câu chuyện của chúng ta là gì? Đây là cái biểu đồ của vàng thế giới. Và mọi người có thể thấy rằng là giá vàng thế giới đang ở cái mức là 2.333 đô trên một ounce. Và nó đang nằm ở trong cái kênh xu hướng, trong cái lĩnh vực đầu tư mà Hòa đang đầu tư ấy, thì có một trong những cái phân tích đó chính là phân tích kỹ thuật. Đây gọi là phân tích kỹ thuật. Và hôm nay Hòa muốn chia sẻ với mọi người về góc nhìn của Hòa trong cái việc đầu tư vàng này. Đây là cái kênh xu hướng và cái giá cả thông thường nó rất khó để vượt qua được cái kênh xu hướng này. Và ở đây thì mọi người có thể thấy rằng là cái giá vàng nó đang đạt đến cái vùng đỉnh của kênh xu hướng. Và nếu như mọi người nói rằng là giá vàng không thể sập được 30-50% là mọi người chưa biết mà thôi. Thì trong quá khứ giá vàng đã có lúc giảm từ 50% là chuyện bình thường mọi người. Nên là không có gì là không thể cả. Đây, giá vàng từ năm hạ, nếu mọi người mua ở đỉnh chu kỳ trước là 2011 thì giá vàng lúc tại thời điểm đó là 1.922 đô một ounce. Và giá vàng giảm xuống đáy ở thời điểm năm 2017, tức là 6 năm sau, mọi người chỉ có lỗ thôi. Không có chuyện mua vàng là tăng giá đâu mọi người. Đấy, chúng ta phải xét trong bối cảnh nhiều yếu tố lắm, trong cái thị trường nhiều cái yếu tố lắm, chúng ta mới có thể phân tích được các cái yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng đó.
Thế thì nếu mà mọi người nói rằng là vàng mua là tăng giá đúng không? Thế thì tại sao chúng ta mua 2011 chúng ta lại có 7 năm liên tiếp là thua lỗ đúng không ạ? Kéo dài mãi. Đó. Thế thì ở đây cái câu chuyện mà muốn chia sẻ ở đây là gì? Là khi chúng ta vào thị trường, chúng ta cần phải nhìn thấy cái cơ hội và cái rủi ro, cái phần thưởng của mình và cái rủi ro mình có thể chấp nhận được. Và như mọi người thấy rằng là cái giá vàng có những thời điểm nó đã sập giá tới 45%. Đó, xuống mức chỉ còn $1,000 một ounce vào thời điểm khoảng tháng năm 2017. Đó, thì đấy là một trong những cái mà muốn chia sẻ. Và sao ạ? Giá vàng thế giới đỉnh của 2011 mãi đến năm 2020, đến tháng 8 năm 2020 nó mới quay trở lại cái đỉnh của năm 2011. Tức là chúng ta phải chờ 10 năm mới về bờ cho những cái người mua vàng ở tại năm 2011. Mọi người hiểu ý Hoàng không ạ? Nên không có câu chuyện là mua vàng là thắng. Không có câu chuyện đó. Mà nó sẽ phải phụ thuộc rất là nhiều cái yếu tố khi mà chúng ta mua bán hay đầu tư vào một loại tài sản nào. Thì chúng ta phải hiểu rõ về cái loại tài sản đó và những cái yếu tố nào tác động đến loại tài sản đó. Thì hôm nay Hòa cũng chia sẻ góc nhìn của Hòa, quan điểm cá nhân của Hòa, để cho anh chị thêm những cái góc nhìn khi anh chị tham gia vào đầu tư hay là mua vàng. Còn có rất là nhiều người ngoài kia trên mạng xã hội họ cũng nói rằng là giá vàng sẽ tăng lên 5.000 nữa một lượng vào năm 2025 này. Thì Hòa chia sẻ với mọi người cái câu chuyện đấy nó rất khó, rất khó. Tại sao lại rất khó ạ? Nó bởi vì hai cái yếu tố sau. Hòa sẽ phân tích các cái yếu tố này trước, xong rồi Hòa sẽ đưa ra cái lý do tại sao là nếu mà nó xảy ra thì nó sẽ sập giá nhá. Đầu tiên ấy, khi mà chúng ta phân tích giá vàng thì chúng ta có hai cái yếu tố chúng ta phải phân tích. Hai cái yếu tố. Đầu tiên là vốn hóa của thị trường. Vốn hóa của thị trường vàng hiện tại là 15.700 tỷ. 15.700 tỷ, mọi người có thể nhìn thấy đây không ạ? Nó là một cái lượng vốn hóa của thị trường vàng, nó cũng rất là lớn trong thị trường. Đó, rất là lớn trong thị trường. Mặc dù nó không bằng thị trường chứng khoán, không bằng thị trường bất động sản, nhưng nó cũng là thuộc vào hàng rất là lớn. Và nếu như lên đến cái giá 5.000 một ounce thì là nó vốn hóa của thị trường vàng lên tới 33.000 tỷ. Mọi người hiểu ý không ạ? Lên tới 33.000 tỷ, tức là giá vàng thế giới lên tới 33.000 tỷ. Cái điều đó nó không dễ xảy ra, mà lại chỉ có trong vòng 1 năm. Hòa đã thấy một số người ta nói rằng, người ta nhận định rằng là người ta bảo là năm 2025 giá vàng lên 5.000 đô một ounce. Cái điều đó là cái điều vô lý, và cái điều đấy là cái điều rất rất khó xảy ra. Khi mà mọi người có thể nhìn thấy cái kênh xu hướng của vàng đây. Mọi người có thể nhìn thấy kênh xu hướng của vàng đây. Thì vàng từ năm 2017 kéo mãi năm 2017. Bây giờ mới lên được thì tăng giá được khoảng 50%. Đây, Hòa có thể cho mọi người xem luôn. Tăng giá đây. Từ năm 2017. Đấy, thì tăng giá khoảng 80%, 85%. Cứ cho là nhân đôi tài khoản đi đúng không ạ? Thì từ những năm đó, từ những năm 2018 thì được 80%. Vậy thì nó sẽ cần phải mất 6 năm để đạt được cái mức giá này. Vậy thì điều gì làm cho người ta nghĩ rằng là chỉ sau 1 năm, từ nay đến năm 2025, giá vàng sẽ lên 5.000 một ounce? Cái điều đấy là cái điều rất rất khó xảy ra. Mà không muốn nói là nó không thể, nhưng mà nó rất rất khó xảy ra. Khi mà anh chị có thể nhìn thấy cái biểu đồ vàng này thì anh chị có thể hiểu được cái lý do tại sao Hòa lại nói là cái điều đấy nó rất là vô lý. Bởi vì nếu mà lên được như vậy, tức là giá vàng tăng tiếp 100% nữa, thì vốn hóa của thị trường vàng nó lên tới 33.000 tỷ. Cái điều đó nó rất khó xảy ra bởi hai yếu tố. Thứ nhất là như Hòa nói rồi, vốn hóa của thị trường vàng là một thị trường không phải là quá lớn so với thị trường chứng khoán hay thị trường bất động sản, nhưng nó cũng là một thị trường rất là to và lớn rồi. Nó không dễ mà có thể tăng giá được. Nó quy mô của nó hàng 15.700 tỷ này không hề nhỏ, rất là nhỏ. GDP của Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu đâu, đúng không anh chị? Anh chị hãy nhìn lại GDP của cả một quốc gia mới được có bao nhiêu tỷ đó. Thế vậy thì điều gì làm cho chúng ta nghĩ rằng là chỉ sau 1 năm
giá vàng có thể tăng lên 33.000 tỷ. Điều đó là rất là khó có thể xảy ra. Chưa tính đến yếu tố thứ hai khi mà mọi người nói đến đầu tư vàng mà cần phải lưu ý là gì? Chi phí để sản xuất một ounce vàng. Đây, mọi người có thể xem, đây chi phí sản xuất một ounce vàng. Chi phí để sản xuất một ounce vàng ấy nó sẽ rẻ hay là đắt, nó tùy thuộc vào cái giá, nó tùy thuộc vào cái giá bán trên thị trường. Mọi người hình dung ạ. Khi mà giá bán càng cao, giá vàng bán càng cao thì nguồn cung càng lớn. Bởi vì các công ty họ sẽ tăng cường sản xuất vàng, họ sẽ bỏ thêm chi phí để sản xuất vàng mau hơn và đốt thêm nhiều chi phí nữa để sản xuất vàng. Nhưng nếu như giá vàng tăng lên 5.000 đô thì cái nguồn cung của nó sẽ rất lớn đổ vào thị trường này. Bởi vì mọi người phải hình dung là giá vàng ở một số nước bây giờ nó trung bình. Hòa nhớ trong một cái bài viết trước, Hòa đã chia sẻ với mọi người về cái giá, cái chi phí sản xuất một ounce vàng. Đây là trung bình, đây này, mọi người có thể thấy đây không ạ? Các nước từ châu Phi này, từ châu Á này, từ Mỹ này, bây giờ hiện tại để mà sản xuất vàng, họ đang đầu tư để mà sản xuất vàng nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1.200 đô một ounce. Đó, khoảng 1.256 đô một ounce. Vậy vậy thì điều gì nghĩ rằng giá vàng có thể tăng lên được 5.000 đô, đúng không ạ? Tức là tăng gần gấp 5 lần cái chi phí sản xuất này. Thế thì họ, những cái công ty sản xuất vàng ấy, họ sẽ tăng cường sản xuất, họ sẽ bỏ thêm chi phí, bởi vì dù sao giá vàng lên 5.000 đô thì họ sản xuất mất 2.500 đô và họ vẫn sản xuất được mà. Thì họ sẽ tăng cường sản xuất để họ bán. Nên là cái khi mà giá vàng càng lên cao thì nguồn cung nó càng lớn, là như vậy. Đấy là Hòa muốn chia sẻ với mọi người cái ý này để mà phản biện lại một người ở trên mạng. Họ cho rằng là năm 2025 giá vàng sẽ tăng lên 5.000 đô một ounce. Đấy, cái điều đấy nó rất khó xảy ra. Và Hòa muốn chia sẻ với mọi người về cái tầm nhìn và cái cách mà Hòa nhìn nhận. Vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì điều gì nó làm Hòa cho rằng là nếu như cuối năm mà điều này xảy ra thì giá vàng sẽ sập xuống? Đó chính là nó sẽ dựa vào cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái tin tức rất lớn. Đó chính là cuộc tranh luận giữa ông cựu Tổng thống Donald Trump và ông tiền nhiệm Tổng thống Joe Biden. Hai người này tranh luận với nhau. Và mọi cả thế giới đang chú ý vào cái bản tin này. Cả thế giới đang chú ý vào cái bản tin này để mà cho thấy rằng là nhìn nhận về cái xu hướng của thế giới, của nước Mỹ trong thời gian tới. Bởi vì như mọi người hình dung rằng theo cái quan điểm cá nhân của Hòa nhé, Hòa cũng có nhìn nhận, thì hầu như các trường hợp nào mà Tổng thống Mỹ là đảng Dân Chủ thì trên thế giới họ sẽ phát động những cuộc chiến tranh và dịch bệnh sẽ có. Bởi vì cái tập đoàn, các cái tập đoàn mà tài trợ cho cái đảng Dân Chủ là các đoàn, tập đoàn vũ khí, chiến tranh và dược phẩm. Mọi người lưu ý cái đó. Và như mọi người thấy rằng là Donald Trump, ông ý lên là dựa vào giới doanh dân trẻ, những người cấp tiến, những người trẻ, họ ủng hộ Donald Trump để lên làm Tổng thống. Và trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump thì mọi người thấy rằng là không có chiến tranh, đúng không nào? Không có chiến tranh, không có nhiều cái yếu tố, chỉ có đến cái giai đoạn cuối cùng của nhiệm kỳ của ông đấy vào năm 2019 thì có phát hiện ra một cái dịch bệnh lạ, đúng không? Gọi là COVID-19. Và điều này là gì? Điều này có nhiều bằng chứng đã cho rằng, đã chứng minh cái COVID-19 chính là do Mỹ thuê cái phòng nghiên cứu ở Vũ Hán để mà có thể là phát triển cái virus đấy. Vậy thì cái điều gì xảy ra? Mọi người có thể tự trả lời cho mình câu hỏi đó, đúng không nào? Nó có nguyên nhân đầy đủ và cái điều này nó lại càng chứng minh được cái yếu tố đó. Và hiện nay cái vấn đề liên quan đến tiêm vaccine COVID-19 là một cái vấn đề rất là nhức nhối ở cả nước Mỹ nữa và trên thế giới. Đấy là một trong những yếu tố mà Hòa muốn nhấn mạnh. Và có một cái yếu tố nhấn mạnh với mọi người rằng là khi mà các cái tổng thống này lên, họ sẽ phát động chiến tranh.
từ thời Bushcon, đúng không ạ? Bushcon. Khi mà Bushcon lên là vào 2000 và năm 2000, thì năm 2000 chúng ta có một cái vụ gọi là 11 tháng 9. Và từ đó nó phát động cái chiến tranh ở khu vực Trung Đông. Rất là nhiều nước đã bị tấn công, bị chiếm đóng, gồm có Iraq, Yemen, Afghanistan và nhiều cái nước khác nữa. Palestine, mới đây thì Palestine nữa, đúng không ạ? Và đến nhiệm kỳ của Biden thì sao ạ? Đến nhiệm kỳ của Biden thì mọi người có thấy rõ ràng rồi, đúng không? Chúng ta có hai cuộc chiến, chúng ta có dịch bệnh Covid kéo dài, dai dẳng. Chiến tranh ở hai nước là Ukraine và Palestine và Israel là nó như vậy đấy mọi người. Và cái lý do để mà vàng nó tăng giá là bởi vì chiến tranh, dịch bệnh mọi người. Chiến tranh, dịch bệnh thì kinh tế đình trệ, không làm ăn được gì, kinh tế yếu kém eo uột, mọi người sẽ phải tìm cách để đưa tiền vào để lưu trữ cái giá trị, để cất trữ cái giá trị, cái lòng sợ hãi, cái lỗi sợ hãi nó leo thang. Đúng không ạ? Cái lỗi sợ hãi nó leo thang bởi vì mọi người thấy rằng là cái giá vàng đây, cái giá vàng tại thời điểm tháng 6 năm 2019 nó vẫn là ở cái mức 1.400 đô mà thôi. Và sau khi có chiến tranh thì giá vàng ngay lập tức phát triển tăng mạnh. Và vừa rồi sau khi mà các cái chính phủ họ bơm tiền ra rất là nhiều nữa thì giá vàng còn tăng thêm một mức nữa. Nhưng nếu như cuối năm nay mà Đảng Cộng Hòa đã, cụ thể là ông Donald Trump lên cầm quyền, thì lúc này Hòa sẽ cho rằng là cái đường lối đối ngoại của Donald Trump nó sẽ mềm dẻo hơn, nó sẽ dịu hơn và nó không có nhiều cái liên quan đến chiến tranh, dịch bệnh nữa. Và lúc này thế giới nó trở lại ổn định hơn, các cuộc chiến có thể nó sẽ kết thúc. Thế thì lúc này cái giá vàng nó sẽ rơi xuống, bởi vì cái dòng tiền thông minh nó sẽ chạy từ vàng sang các cái tài sản khác, nó sẽ đưa vào sản xuất kinh doanh, nó sẽ đưa vào các cái thị trường khác để mà phát triển. Thì đấy là cái lý do mà làm cho thị trường vàng nó sẽ sập đổ, sụp đổ nếu như cái điều đó xảy ra. Thì Hòa cho rằng, đây là quan điểm cá nhân, Hòa cho rằng là cái yếu tố này là một trong những yếu tố mà mọi người cần phải lưu ý cho đến tháng 11 năm 2024 này. Và không phải ngẫu nhiên đâu, ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thêm một cái thông tin nữa. Khi mà ông Zelensky, đúng không ạ, thì ông đã công nhận rằng là có nhiều người đang chết, chúng tôi đang không có đủ sự đủ người để có thể tiếp tục chiến tranh lâu hơn. Ukraine không muốn chiến tranh tiếp tục nhiều năm, chúng tôi muốn có thời gian như vậy. Nhiều người đang chết, và đây cũng chính là một cái lý do mà Hòa đoán rằng là có khả năng cuối năm nay chiến tranh sẽ có khả năng sẽ kết thúc, nó sẽ đi xuống, nó có xu hướng đi xuống và thế giới nó sẽ ổn định lại. Và không phải ngẫu nhiên mà Zelensky lại phát biểu tại thời điểm này, bởi vì chắc chắn là ông ta đã có được những cái thông tin như nào đó để họ, để ông này ông thay đổi, ông đảo chiều để giữ lại cái ghế của mình. Hòa đoán là như vậy. Và nếu như cái điều này xảy ra thì cái thế giới nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ phát triển hơn, mọi thứ nó sẽ đồng thuận hơn. Bởi vì thực tế trong thế giới này, trên thế giới này, theo cái quan điểm cá nhân của Hòa, tất cả các tổng thống Mỹ này, tất cả các đời tổng thống Mỹ này, họ đều phải phục vụ cho một cái nhóm lợi ích phía sau. Đó, một cái nhóm lợi ích phía sau, các cái tập đoàn tài phiệt phía sau. Họ chỉ là những người giúp việc thôi. Và khi họ lên thì sẽ có xảy ra những điều đó. Và mọi người có thể thấy rằng cái danh sách các cái tổng thống bị chết trong cái nhiệm kỳ của các tổng thống nó kéo dài, đúng không ạ? Nó kéo dài. Cái xác suất để mà các tổng thống này chết là rất cao. Và bất kỳ những ai mà chống lại thì hầu như đều chết. Chúng ta thấy rằng là Roosevelt chết do bệnh tim, Kennedy thì chết do ám sát, đúng không ạ? Chúng ta có rất là nhiều tổng thống bị ám sát. Đấy, William McKinley bị ám sát, James A. Garfield bị ám sát, Lincoln cũng bị ám sát. Đó, thì đấy là một trong những cái thông điệp mà muốn chia sẻ với mọi người, để mọi người có thể hình dung về cái bức tranh của thị trường vàng. Và Hòa phản biện lại một số chuyên gia cho rằng là năm 2025 giá vàng sẽ lên tới 5.000 đô. Điều đó nó quá khó xảy ra.
Và như những cái chia sẻ của Hòa vừa mới chia sẻ với mọi người, sẽ Hòa mong rằng sẽ giúp cho mọi người có thêm một góc nhìn để mà có thể nhìn đúng đắn hơn trong cái câu chuyện đầu tư vào thị trường vàng. Và nếu như cá nhân Hòa là một người mà đầu tư vàng thì Hòa sẽ không bao giờ mua khi mà thị trường nó đi lên. Hòa sẽ chờ đợi khi mà thị trường nó đi xuống, nó sập giá xuống thì mình sẽ mua. Đó, tất nhiên là giá vàng nó sẽ rất là khó để mà có thể xuống được những cái giai đoạn như năm 2018-19 này. Rõ ràng chúng ta chỉ cách đây có mấy năm thôi, mọi người có thể thấy không ạ, là giá vàng nó chỉ có ở mức khoảng 1.200 đô một ounce, đúng không ạ? Thì lúc đấy ở trong nước của chúng ta thì đâu đó nó cũng chỉ rơi vào khoảng mấy chục triệu một lượng, đúng không ạ? Khoảng 40 triệu một lượng, khoảng tầm 40 triệu một lượng thôi, 35-40 triệu một lượng. Và mọi người đang đồn nhau rằng là giá vàng cứ tăng mãi, thì Hòa cũng đã chỉ cho mọi người thấy một cái bức tranh giá vàng hoàn toàn có thể bị sập xuống, giá vàng hoàn toàn có thể bị sập xuống dưới 1.600 đô là chuyện bình thường, bởi vì trong quá khứ nó đã xảy ra rồi, trong quá khứ trước đây nó đã xảy ra rồi, và trong quá khứ từ xưa nay trước đây nữa cơ, nó đã từng xảy ra, như là vào năm 1980 đây. Nếu mà tất cả những người mua với giá vàng ở năm 1980 thì họ sẽ phải cầm 20 năm mà không có lợi nhuận, 20 năm toàn lỗ. Đây là mọi người nhìn thấy đây này, đây Hòa sẽ chia sẻ cho mọi người thấy này, bức tranh này 25, đây đến đây vẫn lỗ, đến đây mới về bờ, tức là cầm vàng từ năm 1981, đúng không ạ, từ những năm 1980 cho đến năm 2008 thì mới về bờ. Nên không có câu chuyện là cứ mua vàng là thắng, đúng không mọi người, cứ không có câu chuyện như vậy. Đấy, đây là tất cả bức tranh lịch sử đã diễn ra, và nó là 20 năm lỗ. Mọi người hình dung ạ, nếu mà mọi người mua vàng ở đây thì mọi người chỉ có lỗ thôi, mua trong cái giai đoạn này. Về đến năm 2001 chúng ta lỗ mà, vẫn lỗ mà. Sau khi mà Mỹ phát động cuộc chiến tranh sau vụ 11 tháng 9, đúng không ạ, bắt đầu Mỹ phát động cuộc chiến tranh thì giá vàng bắt đầu đi lên từ đấy. Thì chúng ta phải dựa trên những cái phân tích và lý do tại sao giá vàng lại đi lên. Bởi vì từ sau những cái năm chiến tranh với Việt Nam thì Mỹ rút khỏi Việt Nam thì giá vàng bắt đầu có xu hướng đi xuống và sụp đổ. Đó. Và sau khi mà Mỹ phát động lại chiến tranh ở các nước Trung Đông thì giá vàng bắt đầu đi lên. Và chúng ta có 20 năm vừa qua giá vàng đi lên theo xu hướng như này. Đó. Thì đấy là một trong những cái mà Hòa muốn chia sẻ với mọi người, là lý do tại sao giá vàng sẽ sụp đổ nếu như cái điều ông Donald Trump nên làm tổng thống, thì nhiều khả năng thế giới sẽ ổn định lại hơn và giá vàng sẽ sụp đổ. Có thể nó sẽ không sụp quá sâu, nhưng nếu như nó chỉ cần sụp về giá khoảng tầm 1.800 đô hay là 2.000 đô, thậm chí là 1.600 đô, vẫn hoàn toàn có thể xảy ra bình thường. Và những lúc như thế thì nó sẽ rất là đau đớn với các nhà đầu tư. Tất nhiên quá trình sập giá của vàng nó cũng không nhanh chóng đâu, kể cả cuối năm nay Hòa cho rằng nếu mà ông Donald Trump có lên làm tổng thống thì quá trình mà sập giá nó cũng sẽ diễn ra từ từ, bởi vì vốn hóa của thị trường nó rất là lớn. Mọi người hình dung ạ, vốn hóa của thị trường nó rất là lớn, nó lớn như thế này thì cái việc di chuyển của giá nó cũng không nhanh được, nó cũng không nhanh được. Đấy là quan điểm cá nhân của Hòa. Và hôm nay Hòa muốn chia sẻ với mọi người một cái góc nhìn để mọi người có thể là đưa ra những cái chia sẻ ở dưới bên dưới phần bình luận bên dưới này, cái góc nhìn của mọi người, và Hòa đưa ra góc nhìn của Hòa. Nếu như Hòa muốn mua vàng, Hòa sẽ chờ giá sập xuống và chờ, nếu như cuối năm nay tháng 11 ông Donald Trump lên làm triệu phú thì nhiều khả năng, lên làm tổng thống thì nhiều khả năng Hòa cho rằng giá vàng sẽ sập xuống, và lúc đó mới là lúc cơ hội để mua. Trở lại với câu chuyện của chúng ta, khi chúng ta đi mua, chúng ta cần có đông những người bán sẵn sàng bán với giá rẻ. Và khi chúng ta đi bán thì chúng ta sẽ bán thời điểm mà sẵn sàng có nhiều người muốn mua với giá cao. Thì trong bất kỳ thị trường nào cũng như vậy, chúng ta phải chọn thời điểm để chúng ta vào thị trường, đúng không ạ? Chúng ta không thể vào cái thị trường khi mà nó đang ở đỉnh chót vót của một cái kênh xu hướng như thế này được. Nó quá rủi ro.
Bởi vì không có cái gì tăng 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 mãi được mọi người. Không có gì tăng mãi được. Nó sẽ tăng rồi nó lại phải thoái trào, nó giảm, sau đó nó phải tích lũy, sau đó nó mới có thể đi lên được tiếp. Chứ không có cái gì nó tăng được cả. Bởi vì nếu mà mọi người nhìn cái thời điểm này, cái thời điểm năm 2020, khi mà dịch Covid nó đến thì giá vàng nó cũng đã lên tới cái mức là 2.000 đô và sau đó nó sập về giá 1.600 đô. Nó về 1.600 đô. Như vậy là mọi người đã mất khoảng 20 mấy% nếu mà mọi người đu đỉnh ở đây, đúng không nào? Đó, thì vì giả sử như ở đây, giá vàng ở đây mà giả sử thế giới nó yên bình trở lại, giá vàng nó sập về giá 1.800 đô hoặc 1.600 đô, thì ở đây có nghĩa rằng là mọi người sẽ mất, đó, mọi người sẽ mất 33% vốn của mình. Tức là mọi người đầu tư 1 tỷ tiền vàng ở thời điểm này mà giá nó xuống 1.600 đô là mọi người sẽ mất 330 triệu đồng. Đấy là một trong những cái lưu ý của Hoàng Hòa. Nên là cái rủi ro ở đây nó cao mà phần thưởng nó thấp thì Hòa sẽ không lựa chọn đầu tư. Đấy là cái quan điểm cá nhân của Hòa muốn chia sẻ với mọi người để mà bổ sung thêm góc nhìn của anh chị đang xem video này. Và đấy là quan điểm của Hòa. Nếu như cuối năm nay ông Donald Trump nên làm tổng thống thì một số cái đường nối ngoại giao của Đảng Cộng Hòa nó sẽ khác hoàn toàn với Đảng Dân Chủ. Các cái vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội nó cũng sẽ thay đổi. Và thế giới có thể nó sẽ đi theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn, nó sẽ hòa bình hơn. Bởi vì rõ ràng là chúng ta có những cái cuộc gặp gỡ ở tại Việt Nam của chúng ta, khi mà ông Trump ông gặp ông Kim Jong-un này, ông Putin gặp gỡ mọi người tại hội nghị APEC toàn cầu này. Các cái hội nghị toàn cầu trong giai đoạn Donald Trump nắm quyền là diễn ra liên tục. Các cái đường lối thương mại, ông Donald Trump cực kỳ nhanh nhạy và nhạy bén trong vấn đề thúc đẩy các cái tiến trình của thương mại và kinh doanh. Đó, nên là cái giới kinh doanh họ sẽ ủng hộ ông đấy. Còn khi mà Đảng Dân Chủ lên thì đó chính là những cái phe về vũ khí chiến tranh, dược phẩm, họ sẽ tài trợ và họ sẽ hưởng lợi. Để bởi vì lúc đó những cái người cầm quyền họ sẽ phải phục vụ, họ sẽ phải trả công cái người đã đưa họ lên làm cái ghế tổng thống. Đấy là cái quan điểm của Hòa trong cái vấn đề này. Và Hòa cũng muốn chia sẻ với mọi người cái góc nhìn của Hòa về cái giá vàng trong cái giai đoạn sắp tới, và mong rằng nó sẽ giúp cho anh chị có nhiều góc nhìn hơn. Nếu như anh chị thấy video này hay và anh chị biết những ai đang quan tâm đến thị trường vàng thì có thể chia sẻ cho họ để mà có thể là chúng ta có thể bổ sung cho nhau những cái góc nhìn và cái tầm nhìn của nhau. Và anh chị có thể chia sẻ những cái quan điểm của mình bên dưới phần bình luận của video này. Và cuối cùng xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong video tiếp theo.